đây là quán bún riêu 553 không? 531 là quán bún riêu này hả cô? Hả? Đây là quán bún riêu 531. Dạ. À, đúng ha. Ở đây bán bún riêu sao cô, cho còn tô đi. Chị cho em tô đi chị. À, ở đây bún riêu bán bao nhiêu tiền một tô? Dạ 22.000. 22.000 à, nếu mà tô mà thập cầm thì đủ là bao nhiêu? Dạ 29 anh. 29 ngàn. Dạ. Được, nếu mà tô maximum được là bao nhiêu? Tùy theo, có 36, 4 mấy, 50, nói chung là muốn nhiêu cũng bán hết á. À, chị về chị lại mấy em tô đầy đủ hết mọi thứ đi 50 được không? Được. À, vì nếu em nghe. Nếu tô như vậy là 22.000 à. Ô tô vậy có 22.000 đấy hả? Dạ. Còn bỏ trả bỏ đồ vô nữa là 29.000. Ô vậy rẻ, vậy chị cho em một tô 29.000 mà một tô 50.000 của chị đi. Dạ rồi. Vì em nghe nói nhiều người nói là đây bún riêu ngon lắm. Mà bán giá là bình dân nữa. Như tô này là 25.000. 22.000. Ủa, có 22.000. Dạ, đúng rồi, cái tô như vậy là 22.000. Còn bò giò, bò chả đầy đủ là dạ, 2. Ở đây không có bán giò anh. À. Này, đây cua của mình ha. Dạ. Đấy. Bán rẻ vậy cũng có lời không cô? Quá. Bây giờ tại vì công nhân nó nhiều quá nên là bán thì chỉ cho công nhân thôi. À vậy ha. Dạ. Còn cái tô này là bao nhiêu em? Em đang làm này. Cái tô em đang làm là 50 cho anh á. 50 ha. Dạ. Còn cái tô bên đây là 29.000. 29.000. Lấy cua ra đi. À, trời ơi. Bán giá bình dân quá. Cái này là mấy giờ là mình có bún riêu bán này chị? Dạ 6 giờ rồi mình đã có bán rồi. Mình bán đến khi nào là mình ngưng? Dạ tới 11 giờ đêm. 1 giờ đêm luôn đó hả? Dạ. Gắn thêm chút xíu là thành 24 luôn đi. Chưa mà anh đâu đi. Dạ. Có cái bàn nào phía ngoài này không? Tôi cho con cái bàn nào phía ngoài. À dạ. Tô này là 59 ha. Cái tô này là 50 của anh á. 50, dạ. Rồi 50 là ná thử luôn à. Đúng rồi, 50 là ăn mặc xỉu luôn. Cái này là mình đang nấu theo bún riêu của miền Tây đúng không? Dạ đúng rồi. Bún riêu miền Tây ha. Dạ. Rồi anh ngồi đâu xem lại. Quá hấp dẫn luôn. À, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì sẽ đưa cô chú anh chị và các bạn đi ăn bún riêu cua. Đây là một quán bún riêu cua thì mình được một cô khán giả giới thiệu. Cảm ơn cô rất là nhiều. Quán này thì đặc biệt đây là cái riêu cua nha các bạn. Riêu cua đây làm rất ngon. Và một cái điều bất ngờ nữa là giá ở đây bán rất là bình dân. Ngon mà rẻ nha. Đây là một trong quán là ngon mà rẻ, hay ngon mà dở nha, ngon mà rẻ. Quán này thì một tô bình thường chỉ có 22.000 thôi, còn một tô mà gọi là đầy đủ full hết tất cả mọi thứ thì là 50.000. Tô 50.000 thì không phải ai cũng có thể ăn hết được, tô 50.000 nhiều lắm. Nói chung là tô ở đây thì có 22.000 là ok rồi. Địa chỉ đây là 531. Đây là nhà bên cạnh 531 nha, 531 đường phường Tân đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý quận Tân Phú nha. Quán này thì bán sớm lắm, 6 giờ bán này, bán tới đêm khuya luôn. Ở đây thì bán một tô bún riêu là 22.000 các bạn. Còn chả lá là 3.000 một cái, chả tròn là 4.000 một cái. Chiều đông nhiều lắm luôn hả? Dạ. Dạ. Chiều bây giờ cao điểm á, có chỗ ngồi luôn á. Chiều không có chỗ ngồi luôn. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Còn mấy ngày này là ngày trai với lại chắc là này là nó vắng rồi. À. Thứ bảy chủ nhật đông lắm luôn. Quán mình bán đây được nhiều lâu năm chưa em? Đây được 22 năm. 22 năm. Dạ. 22 năm là bán 22.000 hả? Đứng đó cứ năm tầng ngàn nha. 22 luôn các bạn ạ. 5 tầng ngàn. Dạ. Ủa là mình cứ chuẩn bị trước rồi khách tới là mình múc liền vậy đó ha. Dạ. Cứ khách vào mà không nói gì là cứ mặc định là tô này ha. Dạ đúng rồi. Dạ, hôm nay đem bún riêu chú ạ. À. Cái này mình bán lâu nhưng mà chắc khách mới chắc nhiều á em ha. Dạ. Có khách nào tới biết ăn gì luôn không? À. Dạ. Người ta lại đó là người ta không cần phải hỏi thì giờ mình người ta ăn gì rồi. Khỏi cần hỏi luôn. Dạ đúng rồi, người ta quen á. À. Rồi mình giờ mình là biết rồi. Ở đây là giờ cao điểm á, này nghe cô nói á, ở đây là bán vô khoảng 4-5 giờ chiều là hết chỗ ngồi luôn. Ngày nói chung là cứ 4 giờ chiều là hết chỗ ngồi, bạn nào từng ăn ở đây 4 giờ chiều rồi thì sẽ biết nha. Như tô này là 22.000 em. Dạ đúng rồi, tô bình thường như vậy là 22.000. Đấy các bạn ạ.
Cái nước dùng nhà mình có dùng xương gì không em? Dạ có anh. Có dùng xương luôn ha. Dạ. À. Dạ. Nhưng mà ở đây hình như anh thấy mình không có bắn giò mà đúng không? Dạ không. Chỉ là nấu xương ra thôi. Nấu xương ra thằng bò xương ha. Dạ. Ở đây theo em là cái đặc biệt của bún riêu nhà mình là cái gì em? Cua đây ngon với lại cái mèo đây là rất là thịt gà ngon nữa anh. À, cua đây ngon ha. Dạ. Ở đây là mình đang nấu theo khẩu vị của miền nào em? Dạ, theo miền Tây á. Miền Tây ha. Dạ. Nghe giọng em cũng hơi giống người miền Tây nhỉ? Dạ, em cũng là người miền Tây. Em tỉnh nào? Dạ, Bến Tre. Bến Tre. Hôm nay đi ăn bún riêu Bến Tre nha các bạn. Bún riêu Bến Tre. Ở đây là bà nói là cua ở đây rất là ngon. À, rồi kiểu cua nguyên cách á, cua đồng á. Là mình mua về mình xay rồi mình làm cái cua này. Đúng rồi, ở đây là tự làm hết anh. Sao mình không để bún nó có giò cho nó em, anh thấy thường thường người ta bún đưa cua hay có giò, nhà mình không ăn giò à? Dạ không, lúc cũng có bán nhưng mà lúc mà mình không bán á thì ai cũng hỏi còn mình bán rồi không ai. À, tức là khi bán thì có ai hỏi, mà đến khi mình không bán là lại có người hỏi. Đúng rồi. Mà thường thường nếu mà đúng chuẩn bún đưa cua là sẽ không có giò đâu nha các bạn. Nếu mà chuẩn bún đậu cua thì chỉ có đậu hù này, huyết và đậu cua thôi. Đấy, còn nay thì có thêm chả, các loại chả đó nay bỏ thêm mà thôi. Nãy giờ mình đứng đây mình thấy là nhiều người đến ăn là gọi là rêu cua nguyên bản của nó là chỉ có chả, rồi là không có chả gọi là rêu cua, rồi là đậu hù và huyết. Là đúng chuẩn bún đậu cua luôn đấy. Ở đây cả. Bán ra bình dân lắm các bạn ạ. Cái này mình nghĩ là lời chắc lời meo lắm. Lời chút xíu cho vui thôi. Cứ khách tới mà không nói thêm gì là mặc định làm múc cái tô này em. Dạ. Đấy, tô như vậy là 22.000 nha các bạn. 2.000 này có huyết, có rêu, rồi có đậu hũ. Đây thì các bạn có thể ngồi trong nhà. Dạ. Dạ. Ở đây một tô thì có giá là 22.000 thôi. Lúc nào thì mình có quay các cái tô 22.000 cho các bạn tham khảo ấy ha. Và hôm nay thì mình gọi ra một cái tô 29.000 và một cái tô bắc simum của quán là 50.000. Các bạn tham khảo hai tô nha. Đây là một cái tô 29.000 này. Trời ơi, cái tô chả bá lửa có 29.000 thôi, còn tô này 50.000 là gì, một cái là no luôn các bạn ha. Trời ơi. Đây thì có chả này, chả lá chuối nha, mình thấy chả có lá chuối đàng hoàng nha, rồi huyết này, rồi cái này là cũng là chả giống chả cua, chả tôm vậy đó, đồ hù này, rồi mình thấy đây cho một loại dầu hành lên đó, thơm mà thơm cái dầu hành này, đấy, rồi đặc biệt là có phần rêu cua phía dưới, ngon ha, rồi, tô này 50.000 các bạn thấy sao bạn? Ăn kèm với nó thì có rau. Nói chung là ở đây là bán quán này các bạn là bán là rẻ có tiếng ở Sài Gòn luôn nha. Bán này có tiếng ở Sài Gòn luôn. Ăn ở đây thì mình có kêu một chai nước. Nước sâm rong biển. Ở đây thì có mắm me, có mắm ruốc. Ăn mấy cái quán bún riêu mà có mắm ruốc thì sẽ có một ít bạn tiểu cường bán lợn vợn các bạn. Mắm me, có cái chén múc mắm me không ta? Cô ơi, có cái chén nào múc mắm me không cô? Dạ. Yeah. Nói chung là giá mềm quá. Quán này thì sáng là... Dạ, cảm ơn. Quán này là sáng là 6 giờ có bán rồi và bán tới khuya 11 giờ đêm luôn. Cho nên là các bạn tới đây ăn hầu như là giờ nào cũng được cả. Ở đây thì có cái phần mắm me các bạn này. Nhìn cái tô cái là no luôn, mà nhìn cái tô còn no ngang luôn. Ở đây thì có nước mắm me. Các bạn muốn ăn đậm đà thì cho thêm cái phần gọi là mắm ruốc vào nha, mắm tôm này nè.
đậm đà thì cứ phải thống nhất là phải cho thằng miếng mắm tôm này vào cho nó dậy cái mùi lên, thế nó mới ra gọi là ra cái mùi bún riêu nha. Rồi mời cả nhà nha. Wow. Nước rất là thơm, đậm đà và ngọt. Mình có cảm nhận là ngọt, ngọt của cái nước gốc, nước cua các bạn. Ngọt của cua, ngọt của kiểu nấu của xương tôm khô phải không? Thơm lắm. Món này cho có cho cái phần dầu hành lên phía trên ha. Thơm quá trời thơm. Cái nước ngọt này là mình nghĩ là trong cái lúc mà bỏ cua vào để cho nó lắng cái thịt cua này lên này, là lấy cái nước đó làm cái nước dùng của nó, cho nên nó rất là ngọt. Cái ngọt của nó kiểu ngọt giống như mà các bạn từng ăn con món canh cua rau đay á, ngọt kiểu vậy đó. Thơm lắm. Đấy có phần riêu cua các bạn này. Ở đây là đặc biệt nhất là cái phần riêu cua này nha. Nếu mà các bạn gọi tô bắc chim bông giống mình là chỉ có hai cục riêu cua chả bá lửa này này. Đấy. Mình ăn nguyên một cái nha. Ngon chưa? Mời cả nhà nha. Thơm bùi, thơm mùi cua rất rõ ràng luôn. Thơm bùi và không có bị sảng nhám trong miệng. Thơm bùi béo mà ăn không hề bị sảng nhám. Mùi cua ngon quá. Mùi cua thơm quá. Thơm mà nó bùi. Cái tô 50 ngàn nó đầy quá, không có chỗ bỏ rau nữa các bạn ạ. Khu này là như bạn nữ bạn nói là khu này là cũng có khu có nhiều công nhân. Mình thì chắc khu này gần khu công nghiệp Tân Bình nhé. Rồi có nhiều công nhân cho nên là nói là bán cái giá như này bình dân cho anh chị em công nhân cũng có thể dùng được. Quán này trước khi tới đây thì mình cũng đọc rất là nhiều cái recommend mình thấy ở đây người ta khen rất là nhiều, mình thấy khen cái cua ở đây á, hôm nay ăn cua ở đây công nghiệp ngon nha. Ở đây thì mình thấy có một cái tô gọi là tô có giá là 22.000 một tô thôi, là ăn cái phần riêu cua không á, riêu cua đấy là ngon đấy, bạn nào thích ăn tôm bình ở đấy ăn cái phần riêu cua thì ăn cái cua cái tô 22.000 là ok rồi nha. Đây là phần chả lá chuối nha. Chúng ta theo như mình để ý là cái khu ở Tân Phú các bạn ạ. Khu Tân Phú này thì bán giá đồ ăn đang còn giá còn mềm hơn so với những cái quận lân cận. Tân Phú, Hóc Môn, quận 12 thì bán giá còn mềm hơn. Bạn nào mà gọi là thích ăn bún riêu cua mà riêu không á, chắc đây gọi tô 22.000 là ok à. Cái phần chả cái này giống chả cua các bạn. Để ra nó ngập luôn. Đây có phần chả cua nha. Giòn ngọt thơm ạ.
Nói chung á, bạn nào khỏe thì hãy kêu cái tô 50 cho mình nè. Tô này lợi nhiều lắm. Ăn trong cái phần topping, phần chưa kịp ăn tới phần bao khoảng no. Mình đang muốn gọi thử một tô maximum đấy như thế nào á. Ở đây là mình thấy người ta cho mình thêm một cái phần chanh nè. Như nãy giờ mình không cần bắt vô là mình thấy ok à. Có thêm một cục trà cua các bạn này. Cục trà cua nó to bằng cái chén luôn nè. Trăm cái nó đầy mấy cái chén luôn nè. Cái tàu 50 là gọi là đúng kiểu lá thờ đó mà. Rồi nha các bạn, nói chung đây là một cái quán bún rượu cua. Ngày hôm nay thì mình đi ăn theo sự chỉ dẫn của khán giả. Một cô khán giả thằng cảm ơn tôi rất là nhiều. Ở đây thì bún rượu cua thì cái rượu cua ngon nha. Cái rượu cua đây làm rất ngon. Ăn cua rất là bùi, thơm, béo ngậy và đặc biệt ăn không bị sàn nhám. Rất là ok nha. Ở đây cái nước dùng vậy, cái nước dùng nó ngọt lắm. Nó ngọt kiểu ngọt của ngọt cua, ngọt kiểu nước nước cua kia nấu mà cho nó nổi cua lên, nó ra cái nước ngọt á. Và ngọt của ngọt cua nó ngọt sâm khô á. Rất là thơm. Mọi người trong cái phần cái tô á, người ta cho thêm cái dầu hành lên phía trên á, thơm quá trời thơm luôn. Và giá bán thì không phải là bình dân, ở đây nói bán rẻ luôn mà ở đây bán rất là rẻ. Một tô mình thấy một cái chất lượng 22.000. Bây giờ các bạn đi trong thành phố này mà kiếm tô bún riêu 22.000 là hơi khó nha. Tô 50.000 thì khỏi nói luôn rồi. Nói chung là bạn nào mà cảnh báo là bạn nào là khỏe nha, khỏe hãy kêu có 50.000 chứ không là ăn ná thở luôn đấy. Tô 50.000 là mình dùng lắm. Ở đây thì gì đâu ta. Rồi nha, nếu bạn nào thích ăn bún rượu cua hoặc là chưa từng thử qua quán bún rượu cua này thì một lần nào đó đi ngang qua đây có thể ghé bán thử nha. Ở đây thì quán này thì bán sớm lắm, 6 giờ bán này, và bán tới 11 giờ đêm luôn. Cái này thì hầu như giờ nào cũng ghé cũng có đó bạn ạ. Rồi còn riêng video này thì mình chỉ phép là kết thúc ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này nha. Đừng quên like video, đăng ký kênh và để lại ý kiến của mình về quán ăn ngày hôm nay nha. Nói thật với các bạn là gọi tô 29.000 thôi nha. 29.000 thì ăn ná thử rồi. Hôm nay mình gọi hơi cái tô này gọi là để bắt sẽ không như thế nào. Tô này phải ăn khỏe nha. Nước ngon. Chỗ này đúng là kiểu vừa ngon vừa rẻ nha các bạn.